Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TND. Hôm nay quả thực là rất vui mừng đã được lần đầu tiên kênh công nghệ của TND đã được Apple để ý. Và hôm nay thì mình được nhãn hiệu Apple, đó là thương hiệu sản xuất chiếc MacBook cực kỳ nổi tiếng, gửi cho mình phiên bản MacBook 2020. Vâng, thưa các bạn, thì mình có đọc email thì Apple có gửi cho mình đó là cấu hình của MacBook 2020 sẽ trang bị một con CPU đời mới nhất. Và trên phiên bản 13 inch bây giờ sẽ được nâng kích cỡ của màn hình lên đó là 13,9 inch, cũng như độ sáng sẽ đẩy lên khoảng hơn 500 nits, cũng như máy được trang bị thêm cả đó là cảm hình rời. Và phiên bản của mình có đó là MX150, nó sẽ tương hỗ trợ cho các bạn mạnh hơn, bởi vì các phiên bản trước đó như 2018 và 2019 nó sẽ không có cảm hình rời, và nó sẽ khắc phục được các nhược điểm, đó là được trang bị thêm một cổng USB các bạn ạ, bởi vì các phiên bản cũ của nó lại không có cổng USB, rất là phiền toái cho các bạn mà làm trong các công việc văn phòng. Và phiên bản 2020 của mình sẽ nâng cấp được cho các bạn đó là ổ cứng. Bởi vì phiên bản đời cũ như là 2016, 2017 và 2018, 2019 đều là gắn chết tất cả các linh kiện bên trong máy. Chúng ta sẽ không thể nâng cấp, và phiên bản này có thể nâng cấp ổ cứng. Chưa hết đâu các bạn ơi, chưa bao giờ MacBook của chúng ta lại có màn hình cảm ứng, đúng không ạ? Và bây giờ đã có màn hình cảm ứng, độ sáng nó đẩy cao hơn, và độ phân giải kèm theo máy của nó đó là 3000 x 2000. Nghe có vẻ cũng hơi lạ lạ các bạn ạ. Tích hợp màn hình cảm ứng đa điểm, các bạn có thể chất không? Đầy đủ hết các cổng kết nối kể cả Thunderbolt cũng có nha các bạn ạ. Và bây giờ thì hãy cùng mình đánh giá chi tiết dòng sản phẩm này, mời các bạn cùng xem. Vâng, thưa các bạn có thể thấy đây là sản phẩm MacBook Pro 2019 thì mình để ở bên trên, và bên dưới sẽ là sản phẩm 2020. Nếu mà chúng ta nhìn vào kích thước thì có thể nó la giống nhau. Và bây giờ thì tớ sẽ bắt đầu giới thiệu cho các bạn này. Các bạn thấy màu sắc của nó sẽ hơi khác một chút. Mặc dù nó màu xám thì đây là gray, nhưng mà đây có vẻ là xám nó hơi đậm hơn một chút, và cái dòng sản phẩm nó hơi bo viền hơn một chút này. Đó, cô tôi chết bỏ mẹ rồi. Thế nào mà lại gửi cho một sản phẩm của Huawei làm sao nhỉ các bạn nhỉ? Hay là nhầm. Vâng, thưa các bạn, từ vừa nãy giờ mình chỉ bông đùa cho nó vui thôi. Còn đây là một dòng sản phẩm của Huawei. Thực ra thì mình đã nhìn con máy này từ trên trang rất lâu rồi, và sản phẩm được ra mắt là 2018 và được bán ra rất rộng rãi 2019. Thì mình thấy tốt thì mình mang về thôi. Trên tay của mình đây đó là chiếc Huawei MacBook, và đây là phiên bản X Pro. Có giá bán ở Việt Nam khoảng 30 triệu đồng, được trang bị cấu hình đó là i7-8550U, RAM 16GB, và ổ cứng phiên bản mình đây đang có đó là 256GB. Với một cái màn hình cực kỳ đặc biệt đó là 13,9 inch các bạn ạ, chưa được 14 inch mà là 13,9. Và độ phân giải của màn hình đó là 3000 x 2000, nghe có vẻ hơi lạ. Các bạn thấy này, những chi tiết hoàn thiện của nó rất tinh xảo, và toàn bộ vỏ máy đều bằng hợp kim nhôm với công nghệ là CNC nguyên khối như này, và cái logo chuối cải lại rất nổi tiếng của Huawei. Huawei là một thương hiệu máy tính cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc, họ sản xuất từ điện thoại di động và các thiết bị gia dụng bây giờ mà các store ở Việt Nam đã có rất là nhiều. Chính vì thế nên các bạn mua dòng sản phẩm này cũng hoàn toàn yên tâm về các chính sách bảo hành của họ ở Việt Nam. Đây, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đó, các bạn có thể thấy là các sản phẩm nếu mà nhìn vào đây thì những cái LED nếu mà thiết kế giống MacBook thì mình nghĩ là nó sao chép thiết kế thì có thể đến khoảng 80%. Nhưng lại có những cái LED đặc trưng, cho các bạn có thể thấy là những cái viền LED như này này thì MacBook không có này. Còn đây là cổng USB Thunderbolt 3 với giao diện là có cả giao diện Type-C USB nhé, và có Thunderbolt các bạn thấy này. Còn đây là cái cổng Type-C để chúng ta cắm vào để sạc pin thì nó có ký hiệu này, còn Thunderbolt chỉ có một cổng thôi. Phone mic 3.5 là những cái viền lát cắt kim cương này, có thể là hơi giống đeo một chút. Và đằng trước thì họ cũng làm một cái G rất to giống với MacBook này. Những cái viền thì các bạn có thấy là nó cũng là viền lát cắt kim cương giống y hệt các sản phẩm đeo như là series 7 của Dell. Và đây thì là một cái điểm mình thấy rất ok, đó là vẫn còn cái cổng USB truyền thống thì trên MacBook thì bây giờ lược bỏ hết rồi. Thành ra nó cũng hơi dở đối với các bạn dùng văn phòng. Để các bạn thấy này, chiếc máy này nó sẽ lược bỏ hết như là đầu độc thể, HDMI, các thứ là không có các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là mặt dưới của nó này. Thì hai cái hốc này, đó là hút không khí vào, và tản nhiệt nó sẽ ra đằng sau. Còn cái hốc này thì các bạn có thể thấy là trên cái dòng sản phẩm Apple thì rất là nổi tiếng. Kể cả con ốc của nó 6 cạnh, giống y hệt so với MacBook. Không biết là chất lượng sản phẩm này nó ra sao thì bây giờ thì mình sẽ test luôn cho các bạn ngay bây giờ qua các phần mềm ứng dụng mà mình cài. Các bạn lưu ý là nó chạy hệ điều hành Windows bản quyền và có tích hợp cả màn hình rời, đó là MX150 với dung lượng 2GB.
Vâng, thưa các bạn có thể thấy là toàn bộ bên trong của nó thì gồm những cái khối tản nhiệt. Ở đây các bạn mình phải nói là khối bởi vì rất nó che kín hết luôn. Các bạn duy ở góc bên trái các bạn có thể thấy là khe hở, đó là cái cắm ổ cứng M2. Chúng ta có thể nhìn thấy này. Còn hầu hết bên trong máy thì nó sẽ là, các bạn có thể thấy là ba ống đồng với một cái quạt tản nhiệt. Ở bên tay phải các bạn phải nhìn đây. Đây các bạn thấy là anten wifi ở phần góc ở trên màn hình này. Và quả pin của nó thì các bạn có thể thấy là dung lượng của nó đó là 56,3 W/H. Dung lượng thì thực tế của nó là 7,565 mAh các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy là dung lượng của pin là rất là ngon. Và nếu như này thì chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp đó là GPU và CPU, bởi vì nó onboard trực tiếp trên bộ chủ. Duy chỉ có mỗi cái ổ cứng là chúng ta tháo cái tản nhiệt này ra là chúng ta có thể nâng cấp vào đây. Các bạn ơi, quá choáng với mặt trước của chiếc Huawei MateBook Pro. Thì các bạn có thấy là với một cái viền màn hình siêu mỏng, các bạn thấy này, không nhìn thấy camera ở đâu. Các bạn ạ, bởi vì nó mỏng quá, cái viền màn hình nó xuống tận đây các bạn này. Đây là cái màn hình 13,9 inch với độ phân giải đó là 3000 x 2000. Thôi mình cứ gọi là màn hình 3K cho nó dễ. Đây, các bạn thấy này, rất đẹp luôn. Chúng ta sẽ có một cái phím bật nguồn ở đây. Và nếu mà các bạn phím vào cái mặt trước, kể cả tút bắt chuột, thì nếu nhìn vào đây thì na lá giống với phiên bản MacBook Pro. Nhưng con chuột này thì nhỏ hơn. Nhưng mà với cái ngôn ngữ thiết kế thì có vẻ nó hơi khác, bởi vì cái viền nó sẽ là lát kim cương. Và bàn phím thì ở đây chúng ta nhìn cũng giống như MacBook, nhưng mà hành trình bàn phím cao hơn, lổi hơn, to hơn. À, to thì cũng to hơn đâu các bạn ơi, nó chỉ lổi hơn thôi. Ôi, mình bấm nó thực sự là cảm giác, mình bấm cái cảm giác nó sướng và thật tay hơn so với phiên bản MacBook Pro. Và một chi tiết là mình đã nhìn thấy rồi, đó là mình xem review trước rồi mình mới biết, đó là cái camera. Đây các bạn này, đó. Các bạn muốn bấm cam thì các bạn lại bấm ở đây. Mình phải xem review từ nước ngoài trước rồi mình mới biết đấy. Bởi vì nhìn vào đây thì chúng ta sẽ nghĩ đây là một cái bàn phím thẳng. À này, mặt cam này các bạn có thể thấy nha. Và đây là phím nguồn nên có tích hợp ở đây, đó là bảo mật vân tay luôn các bạn nhá. Giống như phiên bản MacBook này, bấm vào đây này, đó. Bây giờ mình sẽ thử test xem, mình sẽ bật full mắt. Choáng thật đấy, nhìn rất đẹp luôn. Do là chiếc màn hình này của nó có độ phân giải đó là 3000 x 2000, nên thành ra là mình để chế độ full thì nó không full hết viền, mà màn hình viền nó tận đây này. Chiếc máy được trang bị đó là chip i7-8550U và RAM 16GB, đặc biệt có hỗ trợ cầm hình rời đó là VFOX MX150, thì các bạn thấy là mức FPS nó sẽ đẩy cao hơn. Thực tế là chiếc máy i7 mà nó chạy Vega On thì nó mức FPS thường nó sẽ trụ lại tầm khoảng 10 đến 11 và nó chạy cái hình ảnh 3D là rất giật luôn. Ôi, được cái là các bạn chú ý là bên trong cái tản nhiệt con này chắc chắn tốt hơn MacBook. Bởi vì cái phần trên main ấy các bạn thấy là cả một cái vỉ tản nhiệt úp hết lên trên, không hở luôn. Mức là nhiệt độ này lanh quanh ở tầm khoảng dưới 70 độ, chạy chế độ 3D luôn, GPU ở 67 độ ổn định luôn. Cấu hình này thì các bạn sẽ có thể làm đồ họa như là Photoshop, AutoCAD và có thể cả render ở mức tầm trung, render 2D hay thậm chí là 3D như này nó vẫn làm được, nhưng nó chỉ hơi chậm thôi. Bởi vì dù gì đây là một cái chip U và con cảm màn hình này thì ở mức là bình thường thôi, hỗ trợ tốt thôi. Đấy, nhiệt độ sẽ ổn định ở mức chỉ có dưới 70 độ, không lên. Nó lên 72 lại xuống 70, 71 kìa. Và đây thì mình cứ chạy một lúc cho là công tâm. Và bây giờ biểu đồ nhiệt độ chúng ta có thể nhìn thấy đây, nó dừng rồi này. Thôi cứ cho phát là chạy lâu thì cứ ở mức khoảng trên 70 độ ở chế độ 3D. Còn nếu mà các bạn chỉ sử dụng văn phòng 2D thông thường thì nhiệt độ của nó sẽ ở mức từ khoảng dưới 50 độ, rất mát. Mình sờ cái phần nhôm này, đó là phần tản không khí nóng ra đằng sau thì nhiệt độ của nó âm ấm khoảng 45 độ các bạn ạ. Và cái quạt, các bạn thấy nó chạy chế độ 3D rất là êm. Chuột này, cảm giác bấm rất thật tay. Các bạn chú ý thì con touchpad này sẽ hỗ trợ công nghệ cảm ứng đa điểm y như trên MacBook các bạn nhé. Có nghĩa là zoom to, zoom nhỏ, kéo lên, kéo xuống là cái touchpad này sẽ hỗ trợ. Chú ý là bấm cả trái cả phải, nó khác MacBook là bấm được cả hai chuột trái phải các bạn nhé. Các bạn ơi, cái nền LED của bàn phím nên là LED màu trắng này các bạn này. Bấm phím sướng các bạn. Phải nói là phím này nó cao, bấm cảm giác gõ sướng hơn so với dòng sản phẩm MacBook mà mình hay trải nghiệm giới thiệu các bạn. Vâng, thưa các bạn, không thể quên đó là test Seaband 15R. Các bạn thấy là mình đã test trước rồi. Và điểm số của con i7 này đó là 8550U với xung nhịp đó là 4 lõi 8 luồng. Và con này thì turbo boost cũng rất là cao, thì chúng ta có thể thấy là mức FPS chúng ta nhận được là 515 CV, bằng một lửa so với sức mạnh của con i7-8750H các bạn ạ. Còn đây thì các bạn có thể thấy là con cảm hình đó là VFOX
mới 150. Các bạn chú ý thì con VFox này có dung lượng đó là 2GB, có một số dòng này có là 4GB. Nhưng trên chiếc máy của chúng ta nó sẽ có là dung lượng 2GB. Nói chung là có cả màn hình rời thì nó sẽ hỗ trợ các bạn. Đấy, các bạn thấy là đồ họa mô phỏng này, 2D này, thậm chí là render. Nó sẽ có cái mức FPS tốt, có nghĩa là nôm na nó sẽ kết hợp với con CPU, nó giúp cho các bạn nhanh hơn các phần mềm. Ví dụ các ứng dụng kỹ xảo chuyển động này, chơi game này, hay làm đồ họa có liên quan đến yếu tố đồ họa thì cái cảm hình này nó sẽ xử lý rất là tốt. Còn với một chiếc máy mỏng như này thì nó sẽ không nhét được ba con cảm như là Quark Pro hay là GTX, bởi vì nó sẽ không đủ không gian để tản nhiệt. Còn thực tế thì chiếc máy này vẫn dành cho các phân khúc đó là doanh nhân, các bạn làm đồ họa mức tầm trung, lập trình viên, nói chung là trong các phân khúc mà trong văn phòng là nhiều mà thích kiểu chơi game một tí các bạn ạ. Các bạn là mức FPS tầm hơn 100 nhiệt độ, các bạn thấy là Zen CPU cũng tương đối nóng luôn. 83,50 FPS, đây là một điểm số cũng khá là ngon. Các bạn ơi, một điều mà các dòng sản phẩm của Apple mà tích hợp cho MacBook đó là chưa có màn hình cảm ứng. Thì với Huawei MacBook X Pro thì nó sẽ tích hợp màn hình cảm ứng với màn hình 13,9 inch. Đây là màn hình cảm ứng đa điểm, chúng ta hoàn toàn có thể dùng như trên chiếc iPad mà chúng ta hay dùng. Đấy, các bạn thấy là với màn hình siêu LED thì kể cả những cái chữ chúng ta zoom ra nó cũng sẽ không bị vỡ. Trên máy đang sử dụng công nghệ Wi-Fi AC kép, có nghĩa là sẽ hỗ trợ băng tầng 5GHz. Các bạn thấy là nó rất là nhanh luôn. Còn với 16GB RAM thì các bạn anh em yên tâm là có thể mở được đến 20 cái tab màn hình, tab web cũng như sử dụng rất nhiều phần mềm. Bởi vì đối với dân kinh doanh hay dân văn phòng thì việc chúng ta mở bật rất nhiều tab để chúng ta tra cứu thông tin, đọc báo và cập nhật những cái tin tức hot nhất hàng ngày thì RAM bộ nhớ càng lớn thì nó sẽ bật chúng ta càng nhiều. Các bạn thấy này, rất cảm ứng rất nhạy luôn. Cảm ứng rất là nhạy. Các bạn ơi, đây có lẽ là một cái màn hình rất tuyệt vời. Mình sẽ cho nhỏ loa xuống. Các bạn chú ý đến độ sáng của màn hình, nó sẽ tương đương so với chiếc MacBook Pro 2019, đó là độ sáng con này còn đạt hơn cả so với sản phẩm MacBook Pro, đó là độ sáng khoảng 530 nit, sáng hơn một chút. Còn MacBook Pro thì nó là màn hình chi tông, độ sáng là 500. Dải màu của màn hình đạt 100% sRGB và 62% Adobe RGB, mà độ phân giải cái mức độ điểm ảnh nó sẽ lớn hơn bởi vì con này là 3000 x 2000. Các bạn thấy này. Và với tấm màn hình IPS thì góc nhìn của nó rất rộng. Đó. Mình sẽ bật mắt âm thanh này cho các bạn nghe. Kinh. Rất hay các bạn ạ. Nói chung là với âm thanh và hình ảnh của chiếc màn hình này, tớ xin phép đánh giá ở điểm 10. Kể cả âm thanh của nó nghe cũng rất to, rõ ràng và âm bát khá chắc. Các bạn thấy là màn hình của nó tỷ lệ phủ màu rất cao, ánh sáng tốt. Mật độ điểm ảnh như này thì nó sẽ phù hợp cho các bạn kể cả làm tranh ảnh hay là sử dụng các phần mềm gì mà yêu cầu màu sắc của màn hình trung thực, thì đây là một sản phẩm mình nói luôn là rất ok vì màn hình này. Đó. Cái này thì nó có độ phân giải cái 3000 x 2000, thành ra là mình bật nhiều cái video thì nó sẽ không tràn hết màn hình. Cái này cũng nhìn khá là buồn cười. Các bạn ơi, Tomb Raider nó yêu cầu một cấu hình máy cũng tương đối mạnh, phải có cả màn hình rời chúng ta mới chơi được, bởi vì đây là game 3D. Con này thì với hệ thống tản nhiệt thì các bạn thấy nó to như này nên nó tản nhiệt chắc chắn tốt hơn MacBook. Đấy, nhiệt độ chúng ta chơi ở CPU thì nó đẩy lên khoảng hơn 80 độ và GPU ở mức khoảng hơn 77 độ. Nói chung là sát tầm 80 nếu mà chơi game. Âm thanh mình cho nhỏ này, nó rất to luôn, mình để cho nhỏ mình nói được. Các bạn chú ý đến phiên bản này là màn hình của nó là màn hình gương và có tích hợp đó là Gorilla Glass 4. Đây là loại kính mà cường lực mà chịu lực của nó tương đối tốt. Nên chú ý nếu mà cái màn hình này các bạn mà sử dụng không khéo mà làm rơi vỡ thì đây là cái màn hình rất đắt đấy các bạn nhé. Cái game nó ổn định ở mức FPS trên 50. Nếu mà như này chúng ta thoải mái cài các tựa game như là Liên Minh Huyền Thoại này, PUBG bản mobile này, và những cái game chẳng hạn như đột kích, FIFA, đế chế, cài cho máy này chơi thoải mái. Đặc biệt là game Pikachu hay những game mà có màn hình cảm ứng thì cái này nó rất là tiện, bởi vì màn hình cảm ứng mà các bạn. Vâng, thưa các bạn, từ một lẽ giờ thì mình nó thực sự chỉ là bông đùa một chút cho vui thôi. Thưa các bạn, đây là sản phẩm chuối cà là. Nếu các bạn nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy là thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, đó là thương hiệu Huawei. Nếu như Huawei nó là thị trường nội địa Trung Quốc thì đây là một hãng công nghệ sản xuất các mặt bằng công nghệ cũng như thương hiệu. Thì các bạn biết là riêng về thương mại điện tử, riêng về công nghệ điện tử thì nó gần như đứng đầu thế giới.
Hãng này có cái chất lượng gia công từ điện thoại di động đến máy tính bây giờ thì mình nói thực sự phải thán phục luôn. Với một cái giá bán không tưởng, nếu như đâu đó sản phẩm này mới thì nó chỉ có giá ở phân khúc khoảng hơn 30 triệu. Nếu chúng ta nhìn đằng sau thì chúng ta không nghĩ đây là một dòng sản phẩm nếu không có cái logo này. Thì chúng ta nghĩ đây là một sản phẩm MacBook Pro. Nhưng thưa các bạn, đây là một sản phẩm nếu đúng ra thì mình nhìn vào cái ngôn ngữ thiết kế. Thì thực ra này, người Trung Quốc họ rất giỏi sao chép. Nhưng sao chép thì không có nghĩa là xấu, bởi vì sao chép thực tế thì người dùng vẫn là được cái hưởng lợi. Với một cái cấu hình cao, giá bán lại rẻ, thời lượng pin lại tốt, thì tại vì sao chúng ta lại không sở hữu? Nói chung là cũng có, đây cũng là một cái sản phẩm đáng để chúng ta trải nghiệm. Và điều đặc biệt, đây là sản phẩm chạy hệ điều hành Windows, nó không phải là hệ điều hành Mac OS. Thưa các bạn, là nó sẽ khắc phục được các nhược điểm, ví dụ như là cái màn hình của nó thì các bạn biết đây là màn hình cảm ứng. Còn trên các sản phẩm của họ nhà táo thì chưa có một sản phẩm máy tính xách tay nào, MacBook nào của họ được trang bị màn hình cảm ứng. Và sản phẩm này sẽ cho phép chúng ta nâng cấp, đó là ổ cứng. Và thứ hai nữa là nó sẽ thêm vào, đó là cổng USB truyền thống, bởi vì chúng ta dùng văn phòng nếu mà lược bỏ đi hết thì cũng rất là bất tiện. Và thứ ba đó là cải tiến của bàn phím. Nếu thực tế thì trong sản phẩm này thì mình thấy bàn phím của nó nhìn vào đây thì chúng ta sẽ rất giống so với phiên bản MacBook Pro 2019 mới bây giờ. Nhưng hành trình bàn phím cao hơn, nổi hơn và mình bấm nó thực sự là sướng hơn. Và nó là thực sự là sướng đấy chứ không phải là sướng hơn đâu. Cái cảm nhận của mình nó có cảm giác gõ sướng hơn trên phiên bản MacBook Pro. Có điều nếu mà để so với cái tính năng bảo mật thì chiếc máy này vẫn thua MacBook, bởi vì nó chỉ có duy nhất đó là bảo mật vân tay thôi. Trong khi đó MacBook thì có phát triển công nghệ đó là bảo mật T2. Nói chung là mọi so sánh thì đều là khập khiễng, bởi vì dù gì đây nó đều là hai phân khúc khác nhau, một cái chạy Mac OS còn một cái chạy hệ điều hành Windows. Nhưng nếu mà nói về mặt bằng công nghệ thì đây là một sản phẩm đáng tiền. Với một cái màn hình của nó, chính xác ra nó là 13.9 inch, độ sáng đầy hơn 500, và tỷ lệ phủ màu của chiếc màn hình đạt 100%, tỷ lệ Adobe RGB hơn 60%, thì không có cái lý gì chúng ta lại không sử dụng. Và đặc biệt giá thành thì mình thấy nó rất là rẻ. Với một chiếc máy mình xách về mình bán đến tận tay của người tiêu dùng như này, nó chỉ có giá 30 triệu, nhưng lại trang bị đầy đủ hết các tính năng của Windows, thì tại vì sao chúng ta lại không dùng? Và trọng lượng của chiếc máy này nó chỉ có 1,33 kg. Đó, với trang bị tất cả những cái công nghệ, chẳng hạn những cái điểm nhấn của nó đó là cái camera, thì các bạn có thể thấy là nó rất là cải tiến. Đó là để trên bàn phím như này. Thực ra bật lên như này thì nó cũng hơi buồn cười, nhưng có lẽ là cái viền màn hình nó tràn hết như này thì không bố trí được vào đâu, để chính vì thế phải để đây. Đây có lẽ cũng là cái điểm nổi bật. Và kể cả con chuột của nó thì những cái led hoàn thiện của con chuột, những cái viền lát cắt kim cương nó cũng rất là đỉnh. Mình thấy đây là một cái điểm rất là ok. Còn khi mình test thực tế thì với con chip rất mạnh với RAM 16GB thì mình thấy hầu hết những cái phần mềm trên Windows để chúng ta sử dụng làm văn phòng thì nó có thể sử dụng hoàn toàn thoải mái. Với một con cạc màn hình rời đó là MX150, nó sẽ hỗ trợ chúng ta với cái cạc 2GB, thực ra cũng không phải là quá khỏe đâu, nhưng nó sẽ hỗ trợ cày kéo thêm cả game cũng như đồ họa. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng đồ họa 2D, đồ họa 3D, hay thậm chí là các lập trình viên dùng chiếc máy này cực kỳ thoải mái luôn. Bởi vì với dung lượng RAM 16GB thì chúng ta cũng rất là ngon rồi. Với con chip của nó là 8550 thì cũng rất là ok đúng không các bạn? Đấy. Thì nhắc với các bạn là phiên bản này chỉ cho phép nâng cấp duy nhất ổ cứng, thì các bạn có thể thấy là bên trong của nó gần như cái tản nhiệt nó chiếm hết rồi, không còn không gian. CPU, GPU gắn chết trên bo mềm. Duy nhất, kể cả RAM nhé các bạn nhé, duy nhất mỗi cái ổ cứng là nâng cấp được. Thì mình thấy đây cũng là điểm cộng. Ổ cứng trong máy đang sử dụng chuẩn ổ cứng đó là LVMe, chuẩn M2. Chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp cao cấp nhất thì chiếc máy này là 2TB, chúng ta cắm vào. Còn thời lượng pin test thực tế của chiếc máy thì nó có thể trụ được trên 8 tiếng. Cả một ngày chúng ta làm không cần phải sạc, thì đây là một chiếc máy mà gọn nhẹ, cấu hình mạnh, màn hình đẹp, âm thanh hay, giá bán lại rẻ. Còn nếu như các bạn nghi ngại về đây là sản phẩm của Trung Quốc thì thưa các bạn, Trung Quốc họ có thể làm bất kỳ những dòng sản phẩm gì. Các bạn nên nhớ Lenovo ThinkPad bây giờ là thương hiệu của người Trung Quốc và họ rất giỏi. Nói chung nếu ở Trung Quốc chúng ta có tiền thì chúng ta mua gì cũng được. Nói chung thì mình cũng chẳng ưa gì Trung Quốc cho lắm đâu, nhưng với những người kinh doanh như mình thì đâu là sản phẩm tốt, đâu là sản phẩm chất lượng, giá thành ok thì mình mang về mình dùng. Có đâu kể Mỹ hay Trung Quốc thì họ cũng chỉ là con người thôi. Họ có công nghệ, họ có thể sản xuất. Các bạn nên nhớ Trung Quốc là phân xưởng của thế giới, và hầu hết các nước tư bản đều thuê người Trung Quốc gia công sản phẩm. Thì với cái tài năng của họ thì họ có thể làm bất kỳ dòng sản phẩm gì. Nhưng mà mình nói luôn, sản phẩm của họ cực kỳ rẻ, bao giờ cũng rẻ hơn. Còn với mình đây là một sản phẩm rẻ nhưng chất lượng, có thể ngang ngửa so với sản phẩm MacBook của Apple, kể cả về led hoàn thiện của nó rất là ok. Đó. Vâng, thưa các bạn, là chương trình giới thiệu về chiếc Huawei Mate. Các bạn lưu ý đây là Mate Book phiên bản X Pro của mình, xin đây là khép lại.
Còn giá bán của phiên bản này sẽ là xấp xỉ 30 triệu. Các bạn có thể qua cửa hàng mình trực tiếp để trải nghiệm dòng sản phẩm này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.